mến chào ông bà cô bác anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh xứ người hôm nay mình đang trên đường đi chơi trở về thì à, con chó của mình nó chết à, thế là mình phải à, à, đem nó đi à, kiếm chỗ đi thiêu thì à, từ Sacramento mình phải à, đi ngược lên hướng à, los angeles để thiêu nó thì à, À, nói về con chó này thì mình coi nó như là con trai nó rất là khôn nó biết được tiếng việt và nó biết được tiếng anh à, mình nuôi nó từ lúc mà nó mới có hai tháng tuổi thôi các bạn mình đem nó từ tây ninh về sài gòn để nuôi thì à, mình nuôi nó xong đến hồi mà mình đi à, qua mỹ thì À, mình mà làm giấy tờ làm hộ chiếu cho nó để đem nó qua bên đây luôn tại vì nếu như mình không đem nó qua thì nó sẽ nhịn đói mà chết à, tại vì trước đó khi mà mình đi du lịch thái lan một tuần lễ nó ở nhà nó nhịn đói đủ một tuần lễ luôn mặc dầu là ở nhà có người cho nó chăm sóc nó cho nó ăn cho nó uống nhưng mà nó nhất định nó không ăn nó chỉ uống nước thôi rồi nó chờ mình cả tuần lễ khi mà mình trở về á, thì à, phải đưa nó đi cấp cứu vô nước biển cho nó vì nó bị kiệt sức đó các bạn cho nên chính vì lẽ đó mà mình không thể bỏ nó ở lại việt nam để mà mình đi mỹ được mình đành phải đem nó đi theo mình à, phải mua vé máy bay cho nó rồi phải chích ngừa, rồi phải uh, xin visa, hộ chiếu cho nó. Nói chung là uh, mua vé máy bay đầy đủ hết luôn á. Cái thời điểm đó uh, là hết 700 mấy, gần 800 đô cho em nó qua bên uh, Mỹ này. Rồi qua bên Mỹ này thì uh, uh, hai vợ chồng mình đi đâu thì nó cũng đi đó. Đi chơi đủ hết, uh, đi hết... Uh, À, đi qua tới Canada để thăm mẹ mình luôn, cho nên á à, nó rất là ngoan, rất là dễ thương, mình thương nó như con vậy đó, nhưng mà rồi à, à, nó cũng lớn tuổi rồi, cho nên là à, đến lúc nó phải đi thôi, à, mình rất là buồn, thì à, trên đường mình phải à, à, kiếm chỗ để mà À, thiêu nó thì à, các bạn biết không khi mà nó chết như vậy á, thì mình phải à, à, mua một cái à, thùng nhựa rồi à, à, mình à, bỏ nó vô trong à, à, mua khăn lông à, tẩm liệm nó rồi à, mới đem đó đi à, à, lên cái nghĩa trang à, cho à, thú cưng đó đó là nghĩa trang thú cưng nha. Yeah. thì à, mình đang trên đường đi à, à, về cái nghĩa trang đó nè các bạn thì à, à, con chó này nó rất là khôn mình rất là thương yêu nó đây đây là nghĩa trang à, pet đó các bạn ở trong cái nghĩa trang này á thì à, nó có à, chó mèo chim À, rắn ngựa nói chung là đủ loại pet hết thì à, à, ai ai nuôi con gì và gọi à, cưng và gọi nó thì đều à, có thể đem chôn ở đây hết các bạn chôn hoặc thiêu đây đó các bạn coi nghĩa trang của pet á giống nghĩa trang của người ở bên mỹ này ha các bạn ha Nghĩa trang của người cũng giống như vậy đó các bạn cũng có một cái à, à, tấm bia nhỏ ở trên vậy thôi à, thì à, ở đây á à, khi mà mình à, đến đây mình hỏi là à, thiêu thì à, chôn thì giá bao nhiêu một cái à, à, hòm và đất để chôn luôn là 2.000 đó các bạn 2 ngàn là à, minimum có nghĩa là ít nhất là 2 ngàn thì mình chọn địa điểm chôn nè rồi mình chọn hòm như thế nào nữa đó các bạn rồi bia mình muốn bia nằm hay bia đứng đây đây là quan tài của các bé nè các bạn đủ sai đủ cỡ hết á rồi đây có nhiều cái à, à, dễ thương lắm các bạn Đó à, rồi à, hũ cốt cũng vậy mình chọn hũ cốt nào thí dụ như mà mình thiêu đó thì à, chôn á, là à, minimum là 2.000 đó các bạn có thể là lên 3.000 ngàn, 4.000 ngàn, tùy theo mình chọn à, cái cái chỗ chôn đó như bé này nè à, có tấm bia nè các bạn thấy không bia đứng à, cái này là bia đứng rồi à, có bé thì bia nằm đó à, như mấy cái đứa này thì là bia nằm nè các bạn đó rất là nhiều luôn à, có khi là ba bốn đứa nữa à, có một gia đình đó có bốn con chó thì à, à, nó chết à, từng đứa từng đứa đó chôn từng đứa từng đứa rồi gần nhau vậy đó các bạn các bạn thấy nghĩa trang à, của à, thú cưng mà giống nghĩa trang của người ở Mỹ không? ở Mỹ ở bên đây đó các bạn thì nghĩa trang của người cũng vậy đó, à, cũng có ghế đá, cũng có bông hoa, nói chung là đủ thứ hết đó, bông hoa rất là nhiều luôn. thì à, à, chôn á thì hai hai ba ngàn nhưng mà ở quá xa tại vì ở dưới sacramento mình không biết đó đây là con con pet của mình con trai cưng đó mình phải bỏ nó vô trong cái thùng nè các bạn đó rồi đem vô đây họ để vô trong cái đây là ba nó phải hôn nó lần cuối chào nó lần cuối đó đó rồi người ta mang nó đi vô thiêu đó các bạn mình chọn phương án thiêu để lấy uh, tro cốt của con đem về thì cho uh, uh, cốt của con đem về thì mình uh, đi chơi đâu đó thì mình sẽ rải ở chỗ đó giống như là những nơi mà nó đã từng uh, uh, đi qua những nơi mà nó đã đến đó các bạn uh, rất là là uh, thương Tội nghiệp À uh, à nó lắm à, nuôi không nuôi thì thôi một khi nuôi rồi á mến tay mến chân mà rất là dễ thương luôn á các bạn nó khôn lắm luôn á à, cho nên là khi mà nó chết như vậy mình rất là buồn thì mình không có muốn nuôi con nào nữa đó tại vì à, nuôi rồi khi mà nó chết á chịu không có nổi luôn á các bạn rồi thì họ thiêu xong rồi họ sẽ à, xây cái à, xương ra thành bột đó các bạn Rồi họ bỏ vô cái à, hộp à, nhỏ cho mình Thì à, trước khi họ đem à, bé đi thiêu á Họ có in lại à, cái dấu chân của bé lên trên một à, cái hình trái tim á à, Có tên của bé luôn có khắc tên của bé luôn để cho mình làm kỷ niệm nè các bạn đó có dấu chân của bé đó các bạn thấy không bé mất rồi thì mình rất là buồn buồn lắm luôn và không nuôi bé nào nữa hết